quyền cao, ngôi thượng hạng giám sát quyền cao, thông chi thiên địa thâm sai đã đạt thần thành ra. Doanh nhân sở bắt bắt nhau anh vừng hồng chiếu giả là hàng mình thoái quốc động đình con vua thủy quốc động động đình đệ tam thái tử ra sinh sinh ra đôn do trong lòng người.
răng một chiếc tàu thuyền vừa qua vào lạnh thành thơ thiên dần trăng trăng
mang treo bơi đang đang tuần một lần là nuôi quan ký về. Lòng môn nó phục của thần thần đàn rất rất nghi hoa tức thì giá lâu lâu đàn điện cả dân dân nước về thì quốc một khi có phen lấy ngọc ly cồn cồn dân dân nước phép phép thì không không ăn sương ca đã nát tập tập tành thì ngâm phú vực đàn chắc chắn nhà chơi bời có thêm lại người về nơi thủy phù đọc đọc cân đài tông đôi ngôi thiên đình.
pha uy chấp chấp chính kỳ cương tâm cân đầy bậc sửa sang cõi đời. Bộ chân sinh chỉ tề tài sắc văn lên miệng chẳng 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 giá. Mang thuyền lạ 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 lỗi dòng xịch xịch bích bích đua quân quân trèo dù lịch lịch bốn năm phương. Có phen tuần tu sống thương trở về tỉnh bắc quá sang lùm đầu. Có phen sao sống dâu sống sống hát khi lên gần mà xuống thắt vui chơi. Mòn nhẫn nhằm xong rồi sai quân đỗ gỗ xong đổi trò. Có phen giao ngã ba sông bạch bạch ngọt ngọt tin mời đàn hát vui chơi dạo xem phong mong cảnh mọi nơi qua hàng anh vũ sang chơi bên bên người. Có phen chơi cửa đại cửa bích bích thì ra khơi vào lạnh thành thành anh chăm chăm mãi trèo bơi xích đặng quần lạnh lạnh đôi đời quan lớn du hành thành ra.